Nhắc đến thủ khoa, chắc chắn người ta sẽ nghĩ ngay đến những cô nàng, anh chàng đeo cặp kính dày cộc, lúc nào cũng chỉ chăm chăm việc học và trông hơi chậm rì rì chạc một chút. Tuy nhiên, thế hệ đây có một cô nàng thủ khoa với ý tưởng cô tem và thành công cũng đã khiến dân mạng không khỏi xôn xao. Đó là cô nàng Nguyễn Thu Hằng, sinh năm 1995, thủ khoa khoa thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Việt Nam với số điểm tuyệt đối 10/10. Thế nhưng đó chưa phải là tất cả. Năm 2015, Thu Hằng tham gia cuộc thi Sao Mai và ăn ứng về ngôi vị quán quân dòng nhạc dân giả. Năm 2018, Thu Hằng là đại biểu Đại hội Hội sinh viên Việt Nam khóa 10 và được Thành đoàn Hà Nội trao danh hiệu 110 gương mặt tiêu biểu thủ đô. Và năm nay, cô nàng 24 tuổi nối tiếp vinh dự là đại biểu Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị trấn Hà Nội khóa 7. Chính từ đại hội lần này, Thu Hằng đã tình cờ nhận được sự để ý của cộng đồng mạng. Thế nhưng với ý tưởng đẹp tươi chẳng thua soàn gì qua gì nào và thành công khủng của mình, bản thân Thu Hằng đã được rất nhiều gamer thủ trẻ biết đến. Trang cá nhân của cô sở hữu hơn 13k lượt theo dõi. Liên hệ với Thu Hằng, cô nàng chia sẻ chân thành, mình được nhiều người để ý hơn từ sau cuộc thi Sao Mai. Nhưng thật ra từ trước hay sau cuộc thi, mình luôn nghĩ mình chỉ là một sinh viên bình soàn như các gamer thủ. Hơn nữa mình cũng khác biệt thích được hát cho những chương trình sinh viên. Sau khi tốt nghiệp Học viện Âm nhạc, mình có ý muốn học tiếp thạc sĩ và bên cạnh đó cũng sẽ thực hiện những item âm nhạc thế hệ để gửi đến mọi người. Dự định đó sẽ là một và một album Thu Hằng kể về ý muốn trong tương lai của mình. Dòng nhạc mà Thu Hằng theo đuổi là dân giả và cách mạng. Lựa chọn cho mình dòng nhạc ít được giới trẻ nhiệt tình nên cũng sẽ gặp gỡ nhiều gian khổ hơn, nhưng Thu Hằng tự tin khẳng định mình đã yêu và chọn theo đuổi dòng nhạc này nên mình sẽ mãi theo đuổi vì đam mê. Nhưng mình cũng luôn muốn làm thế hệ bằng cách hát cũng như những bản phối thế hệ để có thể sát nhau hơn với các gamer thủ trẻ. Bây giờ có khá nhiều sự lựa chọn trong âm nhạc nhưng âm nhạc dân giả và nhạc cách mạng vẫn là cái nôi trong âm nhạc Việt Nam. Thế nên mình luôn mong muốn được góp phần gìn giữ, phát huy những cái bước trị này. Thu Hằng đúng là mẫu con nhà người ta trong truyền thuyết chứ còn gì nữa. Thế nhưng có một tin không vui cho những ai đang định lân la làm quen cô gamer thủ là nàng thủ khoa đã có gamer thủ trai rồi. Chúc mừng anh chàng nào nhận được trái tim của cô gái vừa cute lại giỏi giang nhé. Thu Hằng soàn xuyên diễn thông thường cùng nhiều đàn anh nổi tiếng. Những khoảnh khắc ngày soàn của cô gái con nhà người